Cô chào các em. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt trong quyển sách tiếng Việt lớp 1, tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học chủ đề 2, bé và bà, học bài số 4, làm quen với âm E và chữ E, âm E và chữ E. Trước khi bước vào bài học, các em hãy quan sát tranh và cho cô biết nội dung bức tranh gồm những ai, họ đang làm gì và trong tranh còn có những gì. À, quan sát tranh cô thấy trong tranh là một gia đình. Gia đình này gồm có ông, bà và hai bé, một bé gái và một bé trai. Bé gái này đang vẽ một con ghẹ. Bé trai này đang chơi xếp hình đồ chơi với ông. Một tay bé đang cầm chữ E in hoa, tay kia thì đang đẩy chiếc xe đồ chơi. Dưới sàn còn có một chữ E in thường. Ở đây có một chiếc xe đạp. Trên bàn có một cái dĩa đựng 4 quả lê. Ở đây có một cây khế. Ở đây có một cái kệ sách. Cô có các tiếng, các từ mới liên quan đến bức tranh này. Đó là tiếng vẽ, tiếng ghẹ, tiếng xe, từ xếp hình, từ kệ sách, từ quả lê, từ cây khế. Cô thấy tiếng vẽ, tiếng ghẹ, tiếng xe. Các tiếng này đều có chứa âm E. Cô sẽ tô âm E có màu đỏ lên. Các em hãy đọc theo cô nhé. Vẽ, ghẹ, xe. Cô thấy tiếng xếp trong từ xếp hình, tiếng kệ trong từ kệ sách, tiếng lê trong từ quả lê, tiếng khế trong từ cây khế đều có chứa âm E. Cô sẽ tô âm E có màu đỏ lên. Các em hãy đọc theo cô nào. Xếp hình, kệ sách, quả lê, cây khế. Cô giới thiệu với các em, đây là âm E và chữ E. Đây là chữ E in hoa. Đây là chữ E in thường. Đây là chữ E viết hoa. Đây là chữ E viết thường. Chúng ta đọc lại nào. E, 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 E. Đây là âm E và chữ E. Đây là chữ E in hoa. Đây là chữ E in thường. Đây là chữ E viết hoa. Đây là chữ E viết thường. Chúng ta cùng đọc lại nào. E, 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 E. Bây giờ, cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Ở đây là hình ảnh một bé trai. Ở đây là hình ảnh một người bà đang bế một em bé. Cô có tiếng bé, tiếng bế. Các em hãy đọc theo cô nào. Bé, bế, bé, bế. Tiếng bé gồm có âm bờ đứng trước, âm e đứng sau và dấu sắc đặt trên e. Tiếng bé đánh vần là bờ, e, bé, sắc, bé, bé, bờ, e, bé, sắc, bé, bé, bờ, e, bé, sắc, bé, bé. Tiếng bế gồm có âm bờ đứng trước, âm ê đứng sau và dấu sách đặt trên ê. Tiếng bế đánh vần là bờ, ê, bê, sắc, bế, bế, bờ, ê, bê, sắc, bế, bế, bờ, ê, bê, sắc, bế, bế. Các em à, các em hãy suy nghĩ
và tìm cho cô ba tiếng có chứa âm e ở ngoài bài học này nhé. À, cô tìm được ba tiếng có âm e ở ngoài bài, ví dụ như tiếng ngé, tiếng bẹ, tiếng hẹ, còn rất nhiều tiếng khác có chứa âm e. Các em hãy suy nghĩ và tìm thêm cho cô nhé. Tương tự như vậy, các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô ba tiếng có chứa âm ê ở ngoài bài học này nhé. À, cô tìm được ba tiếng có âm ê ở ngoài bài, ví dụ như tiếng nghệ, tiếng ghế, tiếng dế. Còn rất nhiều tiếng khác có chứa âm ê. Các em hãy suy nghĩ và tìm thêm cho cô nhé. Tiếp theo, cô sẽ chuyển sang phần tập viết nhé. Bài học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tập viết chữ E, tiếng bé, chữ E, tiếng bế và số 9. Các em hãy lấy vở có kẻ ô ly và cây bút chì ra, nhìn lên màn hình, xem người ta hướng dẫn cách viết. Rồi sau đó, các em hãy viết phần tập viết này vào vở cho cô nhé. Bắt đầu nào! Các em đã viết bài xong chưa? À, rất tốt! Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Các em hãy lật sang trang 27, quan sát hình ảnh này và cho cô biết các em thấy được những gì. À, quan sát hình cô thấy, trong hình có một bé gái đang vẽ. Một người đàn ông đang bê cái thùng,
một tấm vé xem ca nhạc. Cô tìm được các tiếng thể hiện nội dung của các hình này, đó là tiếng vẽ, tiếng bê, tiếng vé. Các em hãy đọc theo cô nào. Vẽ, bê, vé. Vẽ, bê, vé. Tiếng vẽ có âm V đứng trước, âm E đứng sau và dấu ngã đặt trên E. Tiếng vẽ cô sẽ đánh vần là V, E, ve, ngã, vẽ, vẽ. Tiếng B có âm B đứng trước, âm E đứng sau. Tiếng B đánh vần là B, E, B, B. Tiếng vé có âm V đứng trước, âm E đứng sau và dấu sắc đặt trên E. Tiếng vé đánh vần là V, E, ve, sắc, vé, vé. Tiếp theo, các em hãy nhìn câu văn này, đánh vần rồi sau đó đọc trên lại cho cô nhé. Bây giờ, các em hãy đánh vần và đọc trên cùng cô nào. Bờ, A, Ba, Huyền, Bà. Bờ, Ê, Bê, Sắc, Bế. Bờ, E, Ba, Sắc, Bé. Bà, Bế, Bé. Bà, Bế, Bé. Tiếp theo, các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh có những gì. À, quan sát tranh cô thấy trong tranh có một chiếc xe ô tô, một chú hề và quả me. Cô có các tiếng mới, đó là tiếng xe, tiếng hề, tiếng me. Các em hãy đọc theo cô nào. Xe, hề, me. Xe, hề, me. Tiếng xe, tiếng me, hai tiếng này đều có chứa âm E. Tiếng hề có chứa âm E. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Cô chúc các em luôn học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô nhé. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách Tranh Trời Sáng Tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.